Rồi đây cô chủ so bầu vú để giúp con heo nó kích thích để cho nó gặn nhanh nha các bạn. Heo mình chuẩn bị đẻ nè các bạn. Đó, mình quay bụng tổng thể cho các bạn xem, các bạn đoán con heo này được bao nhiêu con nha. Còn ở đây là bầy trước, con trước này tự đẻ nè các bạn. Có mấy con tự đẻ các bạn, là cái chân của nó lúc mà đẻ ra mình không có lau chùi á, cái sàn này nó nhớt nó trơn. Rồi hai cái chân nó bạc ra, mình có buộc lại vài ngày rồi nhưng mà nó không đỡ được các bạn, do ngày đầu tiên á, là nó bị bạc rồi thì nó quen. Bây giờ mình bị ba con vậy luôn, ba con dọc, 1, 2, 3. Rồi con heo mình nó bể nước ối rồi nè. Đó, cái này phân su của nó nè, nó phân su đó. Và mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nha, để mình bóp sữa nè. Sữa bây giờ nó bún thành kia rồi các bạn. Cái này là do bên đây là nó nằm xuống á, là không có sữa thằng tia, còn bên đây là nãy là nó nằm đưa lên nè. Để mình bóp vài vú trên này cho các bạn xem nè. Đó, nó bún thành tia hết. Vú đó nãy mình bóp rồi. Rồi bây giờ mình chờ để một tí nữa nó xanh thì mình quay cho các bạn xem nha. Heo có con bên đây á, mình đánh giá cái bụng nhỏ hơn mà nó 11 con. Bên đây á thì cái bụng nó to hơn, thì mình không biết là bao nhiêu nhưng mà mình dự định là khoảng 12 đến 14. Thì các bạn đoán với mình xem là con heo này thưởng được bao nhiêu con nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 2 giờ 40 chiều nha. Là mình ra là mình thấy nó bể nước ối rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ làm một cái clip để cho các bạn xem và các bạn tham khảo. Trong quá trình mà đỡ đẻ có cái gì mà hướng dẫn được á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới, để các bạn mới xử lý, để các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn nha. Thì các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, đóng góp ý kiến cho cái kênh mình trong thời gian qua. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình quay con nái sinh sản để cho các bạn tham khảo nha. Đây là nái CP 3 máu. Bụng thì mình thấy đánh giá là cũng hơi to đó các bạn. Thì các bạn cứ bình luận xuống là đoán thử xem là con heo này nó sanh được bao nhiêu con nha các bạn. Để một tí nữa mình quay cái bụng rồi các bạn cứ bình luận xuống đoán thử chung với mình nha. Ở đây heo mình ra con đầu tiên rồi các bạn. Mình can thiệp mình giúp nó ra nha. Nó ra chân trước mà mình thấy xương chậu nó hơi bị hẹp các bạn. Cái đường đẻ của nó giống như là nó mập, nó mở nhiều vậy đó. Rồi nó chỉ ra một chân thôi, một chân nó còn co lại, nó không ra chân chỗ đường đẻ được. Rồi mình kéo tiếp nó nha. Đây là con thứ nhất, rồi một tí nữa nó đẻ tiếp thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Đây con heo nó đang ủi sàn nè các bạn. Nó đứng lên nằm xuống nó ủi hoài vậy đó. Đó, vợ mình còn vợ mình ở đó thì tiếp mình cho heo ăn nha. Heo mình vừa ra con thứ hai nè các bạn. Mình đang chăm sóc bầy bên đây, bắt đầu mình qua đây là mình thấy con nó mới đẻ ra rồi nè. Đó, hiện tại là mình hai con nha. Bây giờ mình sẽ kéo cái gúng nó còn dính trong mẹ nó luôn nè. Rồi bây giờ mình lau chùi nó rồi bắt đầu mình buồn gúng, mình cắt gúng nó, mình thả chung với anh em của nó nha. Đây con heo mình đã lau chùi xong rồi các bạn. Bây giờ mình để chung với con heo này nha. Đó, bây giờ là nó được hai con rồi nè. Rồi để mình chờ những con kế tiếp mình quay cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay cô chủ ra tiếp đỡ đẻ heo nè các bạn. Xe bầu vú để kích thích cho nó gặn các bạn. Rồi đây cô chủ so bầu vú để giúp con heo nó kích thích để cho nó gặn nhanh nha các bạn. Đó. Rồi để mình đợi con kế tiếp nha. Để coi hôm nay cô chủ đỡ heo, đỡ đẻ heo ra sao nha các bạn. Hôm nay là mới đẻ lần, đỡ đẻ lần đầu luôn đó. Trước giờ là mình tự làm thôi. Tao mình bóp sữa cho các bạn xem coi. Sữa vú đầu tiên kìa. Chưa, chút nữa, đợi nửa bầy rồi mới cho nó bú được. Rồi, con thứ ba chuẩn bị ra luôn các bạn ơi. Đó, con thứ ba ra nha.
để mình tiếp con heo. Rồi để mình lau chùi cho nó trước đi. Cái con thứ ba này ra là nó to hơn hai con trước luôn các bạn. À, nãy giờ mình đợi cái con này là gần nửa tiếng á, nó mới ra. Để bây giờ mình bỏ chung với đàn của nó để mình sưởi ấm cho nó nha. Rồi mình chờ con thứ tư tiếp nha. Nó sanh được ba con rồi, cái bụng nó mình thấy nó cũng vậy các bạn, nó không thay đổi gì hết trơn á. Khả năng là nhiều nha các bạn. Các bạn cùng đón với mình xem được bao nhiêu con nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Rồi con thứ tư ra nè các bạn. Đó, con thứ tư là nguyên một con bò luôn nha. Rồi để mình tiếp nó. Có nguyên một con bò gớt ra luôn. Để mình kéo nó ra mình lau chùi nha. Đây là con thứ tư nè các bạn, nguyên một con bò luôn. Bây giờ mình để vô cho nó nha. Đó, cho bốn con nó trong đây nó giữ ấm đi. Rồi tiếp theo là mình đợi thêm con thứ năm nha. Bốn con các bạn nhưng mà bụng nó vẫn còn nhô cao lắm. Các bạn nhìn thấy bụng nó nè. Đây nè các bạn, mình mới vừa kéo con thứ năm ra nè. Đây mình tha ra bôi chân mình kéo ra nè. Cái con thứ năm này nó kẹt ngay chân cái đường đẻ gần gần giữa bụng đó các bạn. Cái chỗ đó các bạn nhìn thấy là giống như là cái co ống nước gì đó nè. Nó từ đây nè, bắt đầu nó đi mới đi sẵn ra đây, nó giống như cái co vậy đó. Nó kẹt ngay chân cái co này nè các bạn. Cái giò nó không có đưa ra được, bắt đầu mình kéo tiếp nó ra nha. Nó không có ra xương chậu nhưng mà nó kẹt ở phía trong á. Rồi để mình lau chùi con này á, thì những con khác á, thì có gì thì mình quay trực tiếp cho các bạn xem thêm. Mà để mình đi kiếm cái cây kẹp điện thoại rồi mình quay để cho các bạn dễ quan sát nha. Cái con thứ năm đó này thì nó cũng to đó các bạn. Nó ra đầu trước. Mấy con ra đầu kéo mệt lắm các bạn, còn mấy con ra giò dễ kéo lắm. Con thứ sáu ra nè các bạn. Nãy giờ mình đợi con này cũng lâu lắm rồi đó. Rồi ra đứt dây rúng luôn rồi. Rồi để lau chùi cho nó nha. Cái con này nó muốn ngoạt nè. Cái con thứ sáu này phải nó ra trễ chừng vài phút nữa là có thể nó bị ngạt đó các bạn. Mình hướng dẫn các bạn xử lý những con mà nó bị ngạt nha. Mình lấy cái nồi lau á, mình cầm hai cái chân nó mình đưa lên. Rồi mình lấy tay mình, lòng bàn tay của mình nè. Mình vỗ vô cái lưng của nó, vỗ 3-4 cái gì đó. Rồi bắt đầu mình quay lại mình chùi miệng, chùi mũi nó. Mình vỗ dần 2-3 lần gì đó. Con nào mà nó khỏe thì nó la cái ét cái thì nó bình thường, đó là mình không cần dỗ nữa. Còn con nào mà nó yếu thì nó thở được là được, không sao hết các bạn. Bây giờ để mình cắt cúng rồi mình đưa nó vô trong sọt nha. Rồi mình cắt cúng xong rồi mình để chung với nó đi là được 6 con nha các bạn. 6 con đều với nhau hết nha. Heo này nó cũng to đó, ra 6 con rồi mà bụng con mẹ nó vẫn còn to đó các bạn. Các bạn thử bình luận xuống đây con này được bao nhiêu con nha. Mình mới đi vô nhà tắm thì mình đi ra mình thấy nó đẻ ra một con nè các bạn. Đây là con này nó bò ra nó bú luôn rồi nè. Con này là con thứ 7 nha các bạn, còn dây gúng luôn nè. Thôi là bên kia một con thứ 8 luôn kìa, đẻ ra hai con luôn. Con bên đó chắc cũng còn dây gúng luôn đó. Đó, còn dây gúng lòng thòng dưới kìa các bạn. Mình mới đi vô tắm khoảng chừng 10 phút thôi đã đẻ hai con rồi. Trong sọt này 6 con nữa nè, là nó được 8 con rồi nha các bạn. Bây giờ để mình xử lý hai con này đi, mình bỏ vô sọt rồi khoảng chừng 10 con đi, mình để ra cho nó bú, rồi mình đợi nó bú no đi, rồi bắt đầu mình bỏ vô sọt lại, rồi những con mà đẻ sau á mình cho nó bú cử sau, rồi cái con những con cử sau á nó bú no hết rồi bắt đầu mình mới đổ ra hết luôn, mình mới thả ra chung đàn hết luôn để cho nó bú tự do nha các bạn. Rồi đàn bên đây nó bú nè. Đàn bên đây thì 11 con. Đó, các bạn nhìn thấy mê không? Rồi để mình xử lý hai con này trước đi nha. Để lâu quá nó không có đèn ấm là nó lạnh đó các bạn. Nó lạnh là nó dễ yếu lắm. Quay cho các bạn xem tổng thể cái đàn heo con của mình nè. Mình bỏ vô hai con nó tự sanh lúc nãy rồi. Bây giờ là trong sọt này 8 con nha các bạn. Để mình chờ con heo mẹ nó coi nó còn được bao nhiêu con nha. Mình thấy cái bụng nó còn nhô lắm. Các bạn ra để ý khu vực này nè. Đó, khu vực mình phanh tròn nè, nó còn nhô cao lắm. Cái này là heo của đời hết, bốn heo của đời hết là. Ủa, cái này con này là heo của CP 3 máu nha các bạn, heo thịt. Đó, lứa 1 là 6 con. Heo 3 máu.
tinh này tinh thịt phối ngày 15 tháng 1 đẻ ngày 9 tháng 5. Rồi con này đã trễ mấy ngày rồi, con bên đó thì đẻ đúng ngày đó. Nãy giờ mình đang chờ con thứ 9 ra nè các bạn. Mình thấy con nái của mình dặn 4-5 cái rồi, nó ra phân su, ra nước ối nữa mà con heo con nó chưa chịu ra nha. Cái con heo của mình đó các bạn, mình đợi nó gặn thêm 1-2 cái nữa mà heo con nó không chịu ra thì mình sẽ can thiệp để cho heo con nó ra nhanh, nó đẻ được nhanh hơn và để cho con heo mẹ nó khỏe hơn, nó đỡ sức để gặn con heo con nha các bạn. Đây, con heo nè các bạn. Để mình đợi một tí nữa xem như thế nào nha. Cái con heo con này chắc nó lì rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ can thiệp nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn can thiệp móc con heo này ra. Trước khi các bạn can thiệp á, thì các bạn vệ sinh xà phòng tay mình sạch sẽ, móng tay đồ cắt cho ngắn gọn lại. Rồi các bạn thay ghe bôi trơn giống như mình nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn can thiệp, mình đưa vô từ từ thôi nha. Ở đây á, thì trước khi mình can thiệp á, là tay móng tay mình sẽ cắt ngắn, mình thay ghe bôi trơn lên tới cánh tay của mình luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu can thiệp. Đây mình hướng dẫn các bạn can thiệp nha. Khi mà mình đưa tay vô á, thì mình chúm tay lại, mình đưa vô từ từ thôi, mình đừng có đưa gấp quá. Mình đưa gấp quá là nó dễ bị xước cái đường đẻ của nó các bạn, là bị xước là nó sẽ bị viêm, bị viêm xong rồi nó sẽ bị hành nóng sốt, các bạn khó xử lý nha. Giống như mình nè, mình cứ đưa vô từ từ thôi. Các bạn nhớ thay ghe bôi trơn nha. Khi nào mà đưa không được thì mình cứ xoay qua xoay lại là nó dễ vô thôi. Bây giờ mình đưa vô từ từ thôi nha. Con heo nó ra gần tới đây rồi, nhưng mà nó kẹt ở xương chậu, chắc có thể là con heo này nó to. Bắt đầu mình kéo vô, mình nó ra cái đầu trước, mình lấy hai ngón tay á, một ngón tay cái với ngón giữa hoặc là ngón trỏ của mình á, là mình bấm hai cây găng trên nó, mình kéo ra từ từ, mình tiếp nó, kéo theo nhịp gặn nha. Con heo mẹ gặn thì kéo mới đi, còn con heo mẹ không gặn là kéo không đi đâu nha các bạn. Các bạn đợi con heo mẹ gặn thì các bạn kéo nha. Rồi mình sẽ kéo tiếp con heo mẹ nè. Đó. Gặn heo con nè các bạn. Các bạn cứ bước dây gúng đi, các bạn cứ bước bình thường thôi. Rồi để mình lau chùi con này, để con này nó ngọt nha. Sau khi mình lau chùi nó rồi á các bạn, lau chùi nhưng mà các bạn cầm con heo là tay của các bạn không dính nồi lau nha, tay các bạn không tiếp xúc với vật khác nha. Rồi các bạn bắt đầu thăm dò thêm lần thứ hai nữa. Có một số trường hợp á là con heo này nó gặn hoài mà không ra, nãy giờ là lâu khoảng 1.5 tiếng rồi nhưng mà nó kẹt lại, là có khả năng là những con khác nó dồn tới. Thì các bạn thăm móc được con này rồi thì các bạn cứ thăm một lần nữa để các bạn móc coi có xuống hay không, để các bạn kéo những con khác tiếp theo nha, để không thôi là nó kẹt lại giống như con này. Bây giờ mình móc cho các bạn xem nữa nha. Bắt đầu mình kiểm tra lần thứ hai nè, xem có con nào nó xuống gần tới hay chưa. Các bạn cứ đưa vô từ từ thôi, các bạn đừng gấp nha. Các bạn kiếm cái đường mà thông để đưa vô nha. Sau khi mình đưa vô thì mình chưa thấy con nào xuống hết. Đây con thứ 9 mình đã lau chùi xong rồi nè. Bây giờ mình để vô chung với bầy nó để sưởi ấm nha. Cái con này á, mình không can thiệp á các bạn, là không biết khi nào nó ra nữa, nó kẹt ngay xương chậu luôn, mình phải kéo nó ra tiếp á. Những con mà ra đầu là kéo mệt lắm, mình dùng hai ngón tay như vậy nè, mình bấm hai găng trên hàm trên của nó để mình kéo ra, hoặc là ngón giữa cũng được, các bạn thuận ngón nào thì các bạn kéo ngón đó nha. Các bạn nhớ lưu ý là các bạn nhớ kéo theo cái nhịp gặn của nó. Con mẹ gặn thì mình kéo, con mẹ ngưng thì mình ngưng. Chứ bây giờ con mẹ ngưng các bạn kéo cỡ nào kéo nó cũng không có ra đâu. Thứ nhất là đau tay mình, thứ hai nữa là nó bị đau cái hàm răng của con heo con á. Thì một tí nữa thì có cái trường hợp nào mà xử lý á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi tiếp tục ra con thứ 10 nè các bạn. Con thứ 10 này nó muốn ngọt luôn nè. Để mình kéo nó ra tiếp nè. Đó, dây gúng nó gớt xuống luôn rồi. Rồi để mình lau chùi con thứ 10 này nha. Lấy miếng vải to lau con thứ 10 này luôn. À, khi con heo con ra thì các bạn cứ chùi miệng nó nè, để cho chùi mũi nó luôn.
để cho cái nhớt này nó ra hết, để cho nó thông cái lỗ thở của nó, để cho con heo nó thở được nha các bạn. Cái này chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn mới vào nghề thôi, còn những bạn nuôi lâu năm á, thì các bạn đã gành về vấn đề này rồi. Đây con thứ 10 nè các bạn. Rồi bây giờ mình để chung sọt luôn nha, được 10 con. Rồi mình để một tí nó đi cho con này nó khỏe khỏe một xíu, rồi mình thả 10 con này ra cho nó bú trước, rồi những con mà đẻ sau á thì mình sẽ nhốt vô sọt này. Heo của mình hiện tại là sanh được 10 con rồi các bạn. Bây giờ thì mình để cho cái con mới sanh vô trong đèn ốm đi cho nó ấm ấm tí xíu, rồi mình sẽ cho 10 con đó ra nó bú trước. Rồi 10 con này nó bú no rồi á thì những con sanh sau á thì mình sẽ cho nó ra bú, bắt 10 con đó vô. Rồi khi nào mà những con sanh sau mà nó bú no rồi á, mình sẽ thả 10 con đầu ra là cho nó bú chung đàn luôn nha, là mình không tách nữa, mình chỉ tách là tách lúc nó mới sanh lần đầu thôi. Rồi ngày mai á, ngày mai thì mình chăm sóc heo con thì ngày đầu tiên á các bạn là một muỗng amox, các bạn pha cho 20 đến 30 c nước, các bạn cho uống mỗi con 2 c, uống sáng chiều, con nào tiêu chảy á thì các bạn uống cho uống sáng trưa chiều. Qua ngày thứ hai nếu mà nó còn tiêu chảy thì uống một ngày nữa, vậy thì nó hết nha các bạn. Còn các bạn muốn tập cho nó uống sữa tùy theo mà cái đàn heo của các bạn là đẻ ít hay là nhiều. Ví dụ như là nó đẻ khoảng chừng 7-8 con thì có thể là ngày thứ 3, ngày thứ 4 các bạn mới tập cho nó uống sữa. Còn mà nó đẻ tầm 12-14 con á, thì ngày đầu tiên các bạn tập cho nó uống sữa luôn đi. Đảm bảo các bạn 12-14 con á, là ngày qua ngày thứ 2 là nó đã uống sữa được rồi. Ví dụ như con mẹ này nè các bạn, mình thấy cái bầu sữa của nó ít lắm, cái bầu sữa của nó không có bao nhiêu chân á, là con này mình đoán khả năng là ít sữa, là ngày thứ hai à, sáng ngày thứ hai hoặc trưa ngày thứ hai là bắt đầu heo con nó đã uống sữa rồi. Còn mà trường hợp á, trường hợp mà con heo mẹ nó quá nhiều sữa đi thì có thể là ngày thứ hai ngày thứ ba thì nó mới uống, tại vì lúc mà heo con mới sinh ra là cái bao tử nó còn nhỏ, nó chỉ uống một tí sữa là nó no rồi. Các bạn tập theo giống như của mình á thì heo con của các bạn biết ăn sớm rồi nó sẽ mập mạp hơn. Các bạn muốn tập ăn theo truyền thống cũng được, mà tập ăn theo cái cách của mình cũng được. Cách của mình á là heo con của các bạn là từ 7 đến 10 ngày là nó đã ăn cám được muốn gành hết rồi. Mới lên 10 ngày 12 ngày là nó ăn cám muốn gành hết rồi đó. Còn mà các bạn tập ăn theo truyền thống á là heo của các bạn 10 ngày nó bắt đầu nó mới nhấp nhá à, nó chưa biết ăn nữa. Còn của mình đảm bảo các bạn 12 ngày là ăn gành luôn. Các bạn tập cho nó uống sữa ngay từ nhỏ luôn nha. Giống như những cái clip trước mà mình quay cái quy trình mà cho heo con uống sữa cộng với cám tập ăn á. Một tí nữa con heo này nó đẻ ra nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm để các bạn tham khảo nha. Heo nó gặn ra con thứ 11 nè các bạn. Đó, con này ra đầu trước luôn nè. Đó, đây là con thứ 11 nha. Rồi để mình đi xử lý con này thì mình quay tiếp cho các bạn xem thêm. Rồi đây là con thứ 11 nè, mình để chung sọt luôn nha. Bây giờ mình chuẩn bị cho mấy con này ra cho nó bú đi. 11 con nè các bạn, nhìn thấy đều đẹp không? Heo mình rất đều luôn nha các bạn. Đây nè các bạn, con thứ 12 mà mình không quay ra cho các bạn xem được luôn nè. Cái con này là nó đẻ ra là trong một điều luôn nè các bạn, cho nó kêu bằng trong một điều luôn nè. Là bỏ ra, đẻ ra là còn trong bọc chưa chân, nó quậy 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 quá trời luôn, nó muốn ngọt luôn. Mình mà không xử lý là nó ngọt liền. Đây là cái bọc của nó nè, cái bọc này bao trùm nó lại luôn nè. Đó, cái bọc nhau này nè là bao nó lại luôn, nguyên con luôn. Đây là con thứ 12 nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chùi con này, rồi bắt đầu mình sẽ thả những con trong sọt này ra cho nó bú. Rồi khi nào mà những con sanh sau thì mình tính sau nha các bạn. Rồi bây giờ thì cái đàn heo con của mình ở trong sọt á, nó đẻ trước á thì mình sẽ cho nó bú trước nha. Còn khi nào mà những con đẻ sau á thì mình tính sau nha các bạn. Bây giờ mình cho nó ra bú trước đi. Con mẹ ở đây nó cũng đang giận nữa nè. Để mình bắt cho nó bú nha. Hai con nè. Bốn con nè. Sáu con nè. Tám con nè. Mười con nè. Mười hai con. Rồi bây giờ thì 12 con này thì mình cho nó bú trước nha. Rồi một tí nữa nó đẻ thì mình tính sau. Để mình lên mình cho nó vô bầu vú của nó để cho nó kiếm sữa mẹ nó.
Đàn heo này mình thả ra cho nó bú trước rồi nè các bạn. Bây giờ để cho nó tự tìm vú mẹ nó cho nó bú nha. Đàn heo bên đây nó cũng bú luôn nè. Có một con nằm bên đây nó ngủ nè. Đó, còn mấy con bên đây nó nằm bú nè. Đàn bên đây thì 11 con, bên đây thì 12 con chưa sinh xong. Quá trời dành luôn rồi. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi như vậy là đàn heo mình đã sanh xong các bạn ơi. Tổng đàn là chỉ có 12 con thôi, chứ không có con thứ 13, 14 nha. Các bạn nhìn thấy bú mê không? Đó, tổng đàn của mình là 12 con. Để mình kiểm heo lại cho các bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, tổng đàn là 12 con. Còn bên đây tổng đàn là 11. Một con 11, một con 12. Phải con nào xanh cũng như vậy hết đi các bạn là đạt yêu cầu của mình rồi. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mình nha.